rồi sáng nay em cập nhật clip bộ mẹ con mẹ là mẫu bô xin mẫu uh, bay nha anh chị một màu đỏ mặt con này con uh, được xin đã tính uh, phối và đực cái chủ nói uh, tính phối uh, xin cho nó ra bò cái làm giống đó mà giờ ra được anh chơi đó thì cũng uh, đồng khô kẹt tiền chủ uh, nhờ em uh, bán giùm uh, bộ mẹ con đó bộ mẹ con này là giá là 25 triệu đó, anh chị ở xa gần có bò năng lòi cạo thì về trao đổi cái bộ mẹ con về nuôi uh, sinh sản cho béo anh chị ơi đó mẫu mẫu này thùng vào mắt cỡ sữa anh chị tôi như cây chổi luôn đó thì uh, giá cũng em cũng thương lượng sát giá cho anh chị về nuôi có lợi nhận đó thì con đực này mình nuôi tầm 23 tháng này rồi cũng bán cũng uh, tầm uh, À, chục triệu nha anh chị đó thì bán bò bê bò cậu cũng được chục triệu thì mẹ còn mẹ đã đã phối lại nơi nha anh chị nó đã cho phối là bò xin tiếp anh chị ơi. đó bò này thì con thì tầm 2 tháng mấy tuổi rồi mẹ đã phối ngoài tháng là anh chị ơi đó thì bò để bao để nằm một mẫu này thì để con mắt sữa uống mề anh chị ơi. đó thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để cho hình mẹ thì đẻ lứa hai chữa lại lứa ba đó anh chị ơi đó mắt sữa đuôi thì mà hết gót luôn đó mẹ con thì bao hoàn thiện bao lời lú nghiêm chỉnh mẫu thùng dậu thả đồng đó thì anh chị gần xa thích thì liên hệ đó là 25 triệu anh chị thấy clip hay kênh hay cho em lượt đăng ký chia sẻ em cảm ơn nhiều